Theo thông tin vừa cập nhật của GNN vừa qua, trước khi cảnh sát biển có thể giải cứu họ, ba người bị chìm ở vịnh Mexico buộc phải chiến đấu với cá mập bằng tay không? Ngày 10 tháng 10, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã khởi xướng cuộc tìm kiếm sau khi biết tin một tàu đánh cá mất tích hai ngày trước đó ngoài khơi bờ biển Empire, bang Louisiana. Con thuyền dài hơn 7 mét sau đó được tìm thấy đã chìm vào khoảng 10 giờ sáng ngày 8 tháng 10. Ba người đàn ông được phát hiện trôi dạt trên mặt nước vào ngày 9 tháng 10 bởi một máy bay của cảnh sát biển, họ cũng đã gửi một chiếc thuyền cứu hộ đến khu vực. Lực lượng bảo vệ bờ biển đưa ra thông cáo cho biết, khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi quan sát thấy hai người trong số họ đang chiến đấu với cá mập, tay của cả hai đều bị thương. Trước khi bị tổn hại nhiều hơn, họ đã bị vớt khỏi biển do cá mập gây hại. Một chiếc trực thăng đã được gọi đến để giải cứu hành khách thứ ba, người có triệu chứng hạ thân nhiệt cả ba người hiện đang trong tình trạng ổn định sau khi được chuyển đến bệnh viện. Danh tính thực sự của những cá nhân này đã được giữ bí mật. Thiếu tá Kevin Kifi đề cập đến bang Rock Island rộng hơn 3.100 km vuông và nói, Qua, chúng tôi đã tìm kiếm một khu vực có diện tích tương đương Rock Island và vui mừng phát hiện ra những người mất tích. Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn nếu ba người này không có tê được mặc áo phao. Nguyên nhân khiến chiếc thuyền chở ba anh chàng bị lật vẫn là điều bí ẩn đối với các nhà điều tra.